Tôi không thể mặc tiếp ngân. Tôi đục vô mặt ông rồi. Hai người đang tranh mua một lô đất đúng không? Đúng. Rồi sao? Anh thấy là có nhiều cái không ổn đâu. Là anh Tư hả? Ông tệ. Tôi không ưa cái lão đeo em nãy giờ. Tôi cũng không ưa. Mày mà làm gì cậu nhỏ đó? Là mày chích mẹ mày với tao. Tôi khách ông đó. Tôi phước.